Chào các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu về một tiết hướng nghiệp trong chương trình kỹ năng sống lớp 11 với chủ đề tìm hiểu ngành marketing và truyền thông đa phương tiện. Bài học ngày hôm nay sẽ giúp cho các bạn nắm được ngành marketing là gì, ngành truyền thông đa phương tiện là gì, mô tả ngành, các nhóm ngành, khối thi, xét tuyển, điểm chuẩn, những cái kiến thức, kỹ năng được học khi mà mình theo học những cái ngành nghề này. Ngoài ra, mình sẽ biết được tương lai ngành nghề, lương, ưu và nhược điểm, nhu cầu nhân lực và những cái tố chất cần khi mà mình tham gia những cái ngành nghề này. Đó chính là những cái kiến thức mà các bạn sẽ có được trong bài học tiết học hướng nghiệp ngày hôm nay. Thì bài ngày hôm nay thì nó gồm hai cái nội dung. Thứ nhất là mình sẽ đi tìm hiểu về ngành marketing, và thứ hai mình sẽ đi tìm hiểu về ngành truyền thông đa phương tiện. Thì đó là hai cái nội dung mà mình sẽ được học trong ngày hôm nay nha các bạn. Thứ nhất, ngành marketing. Thứ nhất là mình sẽ đi tìm hiểu về ngành marketing trước thôi các bạn. Các bạn thường xem những cái chương trình quảng cáo trên truyền hình đó, và có bao giờ các bạn thấy ấn tượng với những cái khẩu hiệu gắn liền với những cái sản phẩm, gắn liền với những cái dịch vụ, ví dụ như là Prudential, luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu, BTS, nâng niu bàn chân Việt, hay là Pepsi, sự lựa chọn của một thế hệ mới, vân vân. Các bạn vẫn hay nhận được những cái phiếu thăm dò chất lượng, chủng loại, giá cả của một cái loại sản phẩm nào đó như là nước giải khát, bột giặt, dầu gội hay là đồ điện tử, vân vân. Thỉnh thoảng á, khi mà mình đi mua hàng, các bạn được khuyến mãi hay là được tặng quà kèm theo những cái sản phẩm mà mình chọn á, các bạn biết không? Và có bao giờ các bạn tự hỏi mục đích của những cái việc mà thầy vừa nói để làm gì hay không? Có bao giờ trong đầu mình tự hỏi là mục đích của những cái việc này là để làm gì hay không? Không biết là có bao giờ mình tự hỏi bản thân mình hay không? Thì có một câu trả lời chung dành cho các bạn. Đó là những cái hoạt động marketing, một trong những cái công cụ quan trọng nhất, yếu tố hàng chốt quyết định sự thành công của một doanh nghiệp trong kinh doanh. Marketing giúp doanh nghiệp hiểu biết nhu cầu của khách hàng, đồng thời xác định cách thỏa mãn những cái nhu cầu ấy một cách có lợi nhất. Thì trong thành công của mỗi doanh nghiệp có rất là nhiều cái yếu tố, nhưng không thể không kể tới cái vai trò của những chuyên gia marketing. Công việc ngành marketing đó, nó giúp cho những cái doanh nghiệp thắng thế trong cái cuộc chiến giành chỗ đứng trong cái tâm trí của khách hàng. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu về những cái khái niệm cơ bản như là marketing là gì, công việc chính, điều kiện làm việc, mức lương, trường, khối xét tuyển. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu. Đầu tiên, marketing. Marketing là gì? Hồi nãy thì nó nói rồi. Thì bây giờ thầy nói lại thôi. Marketing là một cái hình thức không có thể thiếu trong kinh doanh, bao gồm tất cả những cái hoạt động hướng tới khách hàng nhằm thỏa mãn nhu cầu và mong muốn của họ. Thông qua quá trình tiếp thị sản phẩm, phát triển thương hiệu, thì nhiều người người ta định hình và hiểu marketing là hình ảnh một người tay xách những cái sản phẩm đi chào bán, hay là quảng bá hình ảnh, tiếp thị những cái sản phẩm, hoặc là tổ chức những cái chương trình khuyến mãi. Tuy nhiên, cách nghĩ này hoàn toàn không chính xác. Thực chất, marketing là một cái hình thức không hề thiếu trong kinh doanh, bao gồm những cái hoạt động hướng tới khách hàng nhằm thỏa mãn cái nhu cầu và mong muốn của họ. Như các bạn, thì cái mục tiêu cao nhất là gì? Mục tiêu cao nhất của marketing đó, chính là trở thành chiếc cầu nối bền chặt giữa doanh nghiệp với khách hàng. Đó chính là mục tiêu cao nhất. Rồi, thì như các bạn cũng có thấy trên màn hình đó, thì đây là một câu nói nổi tiếng trên thế giới của một cái giáo sư tên là Philip Kotler. Thì đây là một cái giáo sư mà
người ta gọi là cha đẻ của marketing hiện nay các bạn, marketing hiện đại ấy. Thì ông nói rằng marketing là quá trình tạo dựng từ các giá trị từ khách hàng và mối quan hệ thân thiết với khách hàng nhằm mục đích thu về giá trị lợi ích cho doanh nghiệp, tổ chức từ những cái giá trị đã được tạo ra. Thì đó là cái lời của cái vị giáo sư marketing nổi tiếng nhất thế giới hiện nay. Rồi, tiếp theo, marketing không phải là bán hàng. Marketing không phải là bán hàng. Bán hàng tập trung vào nhu cầu của người bán, bị ám ảnh bởi cái áp lực của người bán là chuyển đổi sản phẩm thành tiền. Còn marketing tập trung vào nhu cầu của người mua, quan tâm đến việc là thỏa mãn cái nhu cầu của khách hàng bằng những cái sản phẩm. Như vậy, hoạt động của doanh nghiệp cần được thực hiện theo cái tư duy marketing với nội dung cơ bản là hiểu biết và thỏa mãn ai, thỏa mãn khách hàng, thậm chí tác động tới họ để có thể thu một cái lợi nhuận nhiều hơn những cái đối thủ cạnh tranh. Được chưa các bạn? Tiếp tục là về những công việc chính. À, công việc chính của người làm marketing thì ở đây có bốn cái công việc chính. Thứ nhất là nghiên cứu khảo sát thị trường, thứ hai là thứ ba là quảng cáo, thứ tư là bán lẻ. À, thứ nhất là khảo sát thị trường, nghiên cứu. Khảo sát thị trường nghĩa là gì? Nghiên cứu, thu thập thông tin, thị hiếu, thói quen tiêu dùng, phản ứng của khách hàng, các thuận lợi, những cái khó khăn của một cái thị trường mới, và dự báo cái xu hướng vận động của thị trường, phân tích tác động của các yếu tố môi trường đến hoạt động marketing của doanh nghiệp. Cái thứ hai á, công việc chính thứ hai là quan hệ công chúng, như các bạn hay còn gọi tắt một cái tên là PR các bạn, ở Việt Nam mình hay gọi là PR các bạn. Có nhiệm vụ thiết lập, duy trì và phát triển mối quan hệ tốt đẹp với công chúng, khách hàng. Người PR phải luôn theo dõi phản ứng của công chúng đối với cái sản phẩm của mình và luôn phải bảo vệ quyền của công chúng khi sử dụng những cái sản phẩm, những cái dịch vụ của mình. Một khi quyền và nhu cầu của công chúng được đáp ứng á, thì cái lợi nhuận mới về doanh nghiệp của họ được các bạn. Được chưa? Đó là thứ hai. Thứ ba là quảng cáo. Quảng cáo đưa thông tin về cái sản phẩm, đưa thông tin về những cái dịch vụ của nhà cung cấp ra các cái phương tiện truyền thông như là TV, radio, internet hay là biển quảng cáo. Thứ tư là sale hay gọi là bán lẻ rồi. Là gì? Tìm kiếm khách hàng và phân phối hàng hóa, dịch vụ đến tay của khách hàng. Đây là một cái bộ phận trực tiếp kiếm tiền về cho doanh nghiệp. Thì người quản lý sale là người thiết kế và quản lý cái hệ thống kênh phân phối sao cho sản phẩm được đưa đến tay người tiêu dùng một cách nhanh nhất, một cách hiệu quả nhất. Thì ngoài ra còn có những cái ngành như là còn có những cái người như là viết và dịch lời quảng cáo, những cái câu slogan, những cái kịch bản của quảng cáo. Đây chính là những cái người mà người ta gọi là thợ đúc đó các bạn. Thợ đúc chữ. Bởi lẽ người ta mệnh danh những cái người này là những cái người nghệ sĩ bán hàng. Và đây là sự kết hợp giữa nghệ thuật, ngôn từ và kinh doanh. Đó, những cái người mà dịch và viết những cái lời quảng cáo, những câu slogan. Ngoài ra còn có những cái công việc như là chuyên viên chăm sóc khách hàng, quan hệ công chúng, hay là chuyên viên phát triển quản lý thương hiệu, hay là giảng dạy nghiên cứu về quản trị marketing. Và khi khách hàng của các doanh nghiệp ngày càng đa dạng và những cái nhu cầu được thỏa mãn ngày càng trở nên phức tạp, thì cái nghệ thuật marketing cũng biến đổi muôn màu. Làm marketing, bạn sẽ luôn sống trong một cái môi trường sôi động, bận rộn và đầy ắp sáng tạo. Vậy muốn theo học cái ngành nghề marketing này thì nó phải có yêu cầu gì hay không, hay là mình tự nhiên mình vô mình học, mình muốn mình học như vậy là sai hay các bạn? Mình phải nắm được cái yêu cầu của cái ngành này. Thứ nhất là về kiến thức, mình phải có cái gì? Đầu tiên mình phải có một cái kiến thức nhất định về
ngành marketing và kinh tế. Thứ hai á, là mình phải đam mê về kinh doanh nha các bạn. Mình phải đam mê về kinh doanh thì mình, nói chung là trong bất cứ ngành nghề nào thì mình phải có đam mê thì mình mới làm được nha. Thứ ba là mình phải sử dụng thành thạo ngoại ngữ và tin học. Cái này thì chắc chắn phải có rồi, thành thạo ngoại ngữ và tin học. À, thứ tư á, là mình phải có một cái vốn kiến thức rộng về văn hóa xã hội. Thì đây là những cái kiến thức, bốn cái kiến thức mà các bạn cần phải có khi mà muốn theo học cái ngành nghề marketing. Thứ hai, yêu cầu thứ hai là về kỹ năng. À, yêu cầu thì nó có bốn cái yêu cầu các bạn, là kiến thức, kỹ năng, khả năng và cuối cùng là thái độ. Thì nó có bốn cái yêu cầu như vậy. Thì thầy vừa đọc lên bốn cái yêu cầu của kiến thức rồi. Bây giờ mình sẽ đi cái yêu cầu thứ hai là về kỹ năng. Mình sẽ có những cái kỹ năng nào? Mình cần phải có những cái kỹ năng nào? Thứ nhất, các bạn cần phải có cho thầy, đó chính là kỹ năng quản lý. Thứ hai, kỹ năng lắng nghe. À, lắng nghe tích cực, lắng nghe hiệu quả. Được. Thứ ba, có kỹ năng trình bày và thuyết phục người khác. Được. Và thứ tư, mình phải có được cái kỹ năng xử lý thông tin đó các bạn, xử lý thông tin một cách hiệu quả. Thì đó là bốn cái kỹ năng mà các bạn cần phải có khi mà theo học cái ngành nghề marketing này. Yêu cầu thứ ba là khả năng. Khả năng vì mình cần phải có những cái khả năng gì? Thứ nhất, tính kiên trì. Thứ hai, tự tin, dám mạo hiểm và dám chấp nhận những cái rủi ro. Thứ ba là mình phải có sự năng động và có sự sáng tạo trong công việc. Và thứ tư, mình phải có cái khả năng giao tiếp, đó, chuyển giao thông tin cũng như là tình cảm và sự nhiệt thành đó các bạn. Thì đó chính là bốn cái khả năng mình cần phải có. Và cuối cùng là cái yêu cầu về cái thái độ. Thái độ như thế nào? Thì chỉ cần là nhiệt tình, yêu nghề, tìm tòi học hỏi để hoàn thiện bản thân của mình hơn. Thì đó chính là những cái yêu cầu, những cái yêu cầu của một người muốn theo học cái ngành nghề marketing, về kiến thức, về kỹ năng, khả năng cũng như là thái độ. Rồi, chúng ta qua thêm một cái khái niệm nữa là điều kiện làm việc. À, điều kiện làm việc. Với chuyên môn về marketing, các bạn có thể làm việc trong những cái doanh nghiệp sản xuất như là làm bên những cái bộ phận nghiên cứu và phát triển, phòng thị trường, các doanh nghiệp thương mại, dịch vụ, những cái cơ quan, những cái tổ chức phi lợi nhuận, vân vân. Thì cái môi trường làm việc môi trường làm việc của người làm marketing cũng rất là rộng mở. Thường xuyên đi lại gặp gỡ, nghiên cứu, báo cáo nha. Đây là một trong những cái đặc điểm của cái ngành nghề marketing. Bên cạnh đó, áp lực công việc cao cũng đòi hỏi những cái năng lực tư duy và sáng tạo. Và marketing hiện là một trong những người có nhu cầu khá là lớn ở Việt Nam mình đấy các bạn. Thêm một cái thống kê, 49% bản tin tuyển dụng ở Việt Nam hiện nay dành cho những cái vị trí thuộc cái lĩnh vực marketing, 49% rồi nha các bạn, nằm trên bản tin tuyển dụng. Đây là nghề có cái nhu cầu nhân lực rất là lớn, vì nền kinh tế của nước mình ngày càng phát triển á, người ta càng cần đến marketing. Có đến 30% vị trí quản lý doanh nghiệp cấp cao được nắm giữ bởi những người từng ở những cái vị trí khác nhau thuộc marketing. Thì cơ hội thăng tiến ở nghề này thì các bạn thấy là nó rất là cao. Được chưa? Đó là cái điều kiện làm việc và cơ hội nghề nghiệp. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi qua cái mức thu nhập. À, mức thu nhập thì như thế nào? Này, mức thu nhập các bạn thấy nó có nhiều không? Hiện nay á, hiện nay cả nước có hơn 500.000 doanh nghiệp đang hoạt động trong tất cả những cái lĩnh vực đời sống. Thì sự cạnh tranh về thương hiệu trên thị trường phải nói là đang khá là gay gắt. Doanh nghiệp đã và đang bắt đầu tập trung vào những cái hoạt động marketing để khẳng định giá trị thương hiệu của mình. Và theo khảo sát, lương khởi điểm thấp nhất của của các cử nhân marketing đó, trung bình là 5 đến 7 triệu đồng trên một tháng.
Một nhân viên mới vào nghề thì có mức lương là 4 triệu đồng trên một tháng. Hay nhắc lại ha, mức lương trung bình của những cử nhân marketing là nó rơi khoảng 5 đến 7 triệu. Còn một nhân viên mới vào nghề thì mức lương là 4 triệu. Tiếp tục, sau 2 năm làm việc, nếu hiệu quả, có năng lực, mình sẽ được thăng tiến ở những cái vị trí như là giám sát, trưởng bộ phận, và những cái mức lương nó cũng sẽ rất là cao, lên được khoảng 9 đến 10 triệu và tiến xa hơn. Các bạn sẽ được ứng cử vào những cái vị trí phó hoặc là giám đốc những cái bộ phận với mức lương là từ 15 triệu đồng trên một tháng trở lên. Thì đó là cái mức thu nhập trung bình của những người làm marketing các bạn. Trường, khối và điểm xét tuyển thì đây cũng là một trong những cái mà quan trọng mà được rất là nhiều bạn hiện nay quan tâm, là em muốn thi vào những cái trường, em muốn thi vào những cái ngành này nhưng không biết học ở những cái trường nào. Thì bây giờ thầy sẽ nói về những cái trường cũng như là khối điểm xét tuyển để các bạn tham khảo sơ ha, để xem để mình lựa chọn cho nó chính xác. Hiện nay á, hiện nay ở Việt Nam mình các bạn có rất là nhiều trường đại học có cái chương trình đào tạo dành cho ngành marketing. Tùy theo tiêu chí mà từng trường sẽ đưa ra những cái khối thi với những cái điểm chuẩn khác nhau. Cùng bây giờ thầy sẽ điểm danh những cái trường đại học ở Việt Nam đào tạo ngành marketing. Thì bây giờ mình sẽ liệt kê những cái trường ở khu vực miền Nam trước nha các bạn. Thứ nhất là trường đại học tài chính marketing. Muốn học marketing thì cái trường đầu tiên phải nhắc đến đó chính là trường đại học tài chính marketing. Thì những cái tổ hợp nằm trong cái trường này mà muốn thi vào ngành marketing đó, thì nó có những cái tổ hợp như là D1. D1 là toán văn anh đấy các bạn. D72 văn anh là một tổ hợp khoa học tự nhiên. Khối D78 như là ngữ văn, tiếng Anh, khoa học xã hội. Ngoài ra thì còn có khối D96, khối A cũng như là A1. Thì đó là những cái khối để thi vào ngành xét tuyển vào ngành marketing. Còn điểm chuẩn của ngành marketing thì thầy sẽ liệt kê ba cái điểm gần gần đây nhất nha các bạn ha, của 3 năm gần đây nhất. Thứ nhất là năm gần đây nhất là 26 điểm. 26 điểm nha. Cái đó là 24,5, và năm xa nhất là 21 điểm. Đó là 3 năm gần đây các bạn ha, 21 điểm, 24,5 điểm và cuối cùng là 26 điểm. Tiếp tục là trường đại học Hoa Sen. Thì trường đại học Hoa Sen thì cũng có những cái tổ hợp như là A1, D1, A0. A0 là toán lý hóa đó các bạn. Điểm chuẩn 3 năm gần đây nhất, thầy sẽ đọc từ thấp đến cao các bạn, 3 năm gần đây nhất là 16 điểm, 18,8 điểm và 18,8 điểm. Đó chính là ba cái điểm chuẩn trong 3 năm gần đây nhất. Tiếp tục là trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Những cái tổ hợp như là D1, A với A1. Được chưa? Ngoài ra còn những trường, bây giờ thầy sẽ đọc lên những cái trường luôn nha các bạn. Bây giờ thầy sẽ đọc nhanh là những cái trường luôn. Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Thương mại. Trường Đại học Cần Thơ. Thì đó là những cái trường mà có đào tạo ngành nghề marketing ở khu vực miền Nam. Ngoài ra, bạn nào không muốn học ở miền Nam thì cũng có những cái lựa chọn ở khu vực miền Bắc cũng như là miền Trung. Ví dụ như là ở miền Bắc đi, thì có những cái trường như là Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Thương mại, Đại học Công nghiệp Hà Nội, Đại học Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Thái Nguyên. Thì đó là những cái trường ở khu miền Bắc. Còn khu miền Trung thì sao? Thì miền Trung thì có những trường như là Đại học Nha Trang, Đại học Kinh tế, Đại học Huế hay là Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng. Thì đó là những cái trường mà các bạn có thể tìm hiểu để là mình thi vào cái ngành nghề marketing. Thì bây giờ thầy dừng lại cái phần marketing tại đây nha các bạn. Thì bây giờ thầy sẽ qua một cái phần tiếp theo, đó là ngành truyền thông đa phương tiện. Ngành truyền thông đa phương tiện. Thì ngành truyền thông đa phương tiện hay còn gọi một cái tên là mỹ thuật đa phương tiện
là một cái việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc sáng tạo, thiết kế những cái sản phẩm mỹ thuật mang tính ứng dụng trong những cái lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, giáo dục và giải trí. Hãy nhắc lại nha. Ngành truyền thông đa phương tiện là một cái việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc sáng tạo, thiết kế những cái sản phẩm mỹ thuật mang tính ứng dụng trong những cái lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, giáo dục và giải trí. Khái quát về ngành truyền thông đa phương tiện, đó là việc thực hiện những cái như là thiết kế đồ họa, chuyển động, trò chơi điện tử, hoạt hình 2D, 3D, thiết kế website, biên tập âm thanh, hình ảnh, dựng phim, quảng cáo truyền hình trên máy tính, vân vân. Thì ngành truyền thông đa phương tiện á, là việc mà mình sẽ ứng dụng công nghệ thông tin để thiết kế cũng như là xây dựng lên những cái ứng dụng đa phương tiện, ví dụ như là quảng cáo, truyền hình, internet, giải trí như là điện ảnh, hoạt hình, y học, giáo dục và nhiều cái lĩnh vực cuộc sống. Có thể cụ thể á, đó là việc sử dụng những cái kỹ thuật thiết kế và lập trình đồ họa 2D, 3D trên máy tính nha các bạn. Thì thời gian đào tạo á, thời gian đào tạo của cái ngành truyền thông đa phương tiện á, thì nó rơi vào khoảng 5 năm các bạn ạ. Đối với bậc kỹ sư nha, đối với bậc kỹ sư là rơi vào khoảng 5 năm. Còn về cái nội dung đào tạo trong cái ngành nghề truyền thông đa phương tiện sẽ đào tạo về cái gì? Thứ nhất là kiến thức nền tảng về mỹ thuật. Thứ hai là các công cụ phần mềm thiết kế 2D, 3D. Thứ ba là các ngôn ngữ lập trình, kỹ năng xây dựng phần mềm máy tính. Thứ tư là kỹ thuật xử lý hình ảnh và âm thanh. Thứ năm là kỹ năng thiết kế tạo ra những cái sản phẩm phục vụ truyền thống đồ họa các bạn. Và cuối cùng á, là kỹ thuật lập trình đồ họa 2D, 3D tạo ra những cái sản phẩm như là kỹ xảo điện ảnh, phim hoạt hình, game, website, đồ họa mô phỏng, vân vân. Tiếp tục là cái cơ hội việc làm của ngành truyền thông đa phương tiện. Cơ hội việc làm. Người học có thể làm việc trong rất nhiều các cơ quan, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực truyền thông và giải trí, kinh doanh với những cái công việc như: thứ nhất, quản lý, biên tập, xây dựng những cái chương trình truyền hình, phim điện ảnh, xử lý âm thanh, hình ảnh trước khi phát sóng, thiết kế những cái nội dung truyền hình, làm kỹ xảo điện ảnh tại những cái công ty truyền hình hay là những cái hãng sản xuất phim. Đó là cái công việc đầu tiên. Công việc thứ hai là quản lý, biên tập, xây dựng cái những cái nội dung báo chí, ấn phẩm, bìa sách. Tại đâu? Tại những cái công ty báo chí, báo điện tử hay là nhà xuất bản. Thứ ba, công việc thứ ba là thiết kế, xây dựng phim hoạt hình, thiết kế nhân vật, thiết kế một cái kịch bản tại những cái xưởng sản xuất phim hoạt hình. Công việc thứ tư là thiết kế xây dựng nên những cái trò chơi điện tử tại những cái công ty phát triển game. Công việc thứ năm là thiết kế tư vấn quảng cáo, thiết kế bao bì nhãn hiệu sản phẩm, thiết kế những cái logo làm phim quảng cáo hoặc là một cái hệ thống nhận dạng thương hiệu tại những cái công ty quảng cáo. Thứ sáu, công việc thứ sáu là gì? Chuyên gia thiết kế xây dựng những cái website như là thiết kế giao diện, thiết kế chức năng, xây dựng nội dung tại những cái công ty như là phát triển phần mềm, xây dựng website. Công việc thứ bảy là thiết kế đồ họa mô phỏng ứng dụng trong y học, công nghiệp, du lịch, dịch vụ và giáo dục tại những cái công ty về thiết kế đồ họa. Và cái công việc tiếp theo á, là giảng dạy, là những cái cơ sở giáo dục, những cái cơ sở đào tạo đại học chuyên nghiệp về những cái lĩnh vực như đồ họa các bạn. Thì đó là những cái công việc mà thầy liệt kê để cho các bạn nắm á, những cái công việc của ngành truyền thông đa phương tiện. Thầy liệt kê để các bạn nắm xem mình có phù hợp, mình có thích cái nào trong những cái này hay không. Thầy nhắc lại sơ một lần nữa ha. Thì những cái việc làm sau khi mình học ngành truyền thông đa phương tiện là: thứ nhất là mình sẽ xây dựng những cái chương trình truyền hình, xử lý âm thanh, thiết kế những cái nội dung truyền hình. Thứ hai là mình sẽ làm
trên tại những cái công ty báo chí, như là mình sẽ ứng phẩm, bìa sách, xây dựng những cái nội dung báo chí. Tiếp tục là mình sẽ xây dựng phim hoạt hình hay là xây dựng trò chơi điện tử, làm phim quảng cáo, thiết kế bao bì, hay là mình sẽ xây dựng website, giảng dạy trong những cái cơ sở đào tạo và giáo dục về thiết kế đồ họa. Tại Việt Nam mình, ngành truyền thông đa phương tiện là một ngành nghề mới và đang phát triển rất là nhanh. Các bạn nhớ nha, là một ngành nghề mới và nó đang phát triển rất là nhanh. Vào thời điểm hiện tại, số lượng chuyên gia cao cấp trong nước có thể tạo ra những sản phẩm truyền thông linh hoạt và đa văn hóa hiện còn rất là khan hiếm, nên các bạn cố gắng nha. Về cái nơi làm việc thì hồi nãy thầy cũng đã nói rất là nhiều rồi đúng không? Ví dụ như là đài truyền hình, hãng sản xuất phim, công ty báo chí, báo điện tử, nhà xuất bản, công ty phần mềm, những cái công ty phát triển game, những cái website hay là những cái trung tâm quảng cáo, những cái chỗ mà tổ chức sự kiện, thì đó chính là những cái nơi làm việc. Tiếp tục, để gắn bó và phát triển lâu dài trong ngành truyền thông đa phương tiện, các bạn cần phải có những cái yếu tố gì? Cần phải có những cái yếu tố gì? Thì các bạn nghe cho kỹ nha, xem mình có những cái yếu tố này hay không. Thứ nhất, đòi hỏi các bạn cần phải có khả năng là viết lách, năng khiếu thẩm mỹ, yêu cái đẹp và nhạy cảm với cuộc sống. Các bạn nên trang bị cho mình những kiến thức về mỹ thuật và công nghệ thông tin, kiến thức chuyên sâu vào các kỹ năng như là báo chí là vô cùng cần thiết á, để các bạn tạo ra những cái ấn phẩm báo chí, biên tập sách báo chẳng hạn, hay là nội dung video trên website. Đó là cái yêu cầu thứ nhất, mình phải có một cái năng khiếu về thẩm mỹ, yêu cái đẹp và nhạy cảm với cuộc sống. Cái yêu cầu thứ hai, những cái người mà làm truyền thông đa phương tiện luôn phải biết sáng tạo và hướng đến những cái yếu tố mới. Sự phát triển kinh tế, hoạt động vui chơi, giải trí của con người cũng ngày càng được nâng cao và đòi hỏi các bạn phải thay đổi không ngừng để phù hợp. Thì đó là chính là cái yếu tố thứ hai, các bạn phải luôn luôn sáng tạo và hướng đến những cái yếu tố mới. Và cái yêu cầu thứ ba, khi mà mình theo đuổi ngành truyền thông đa phương tiện á, các bạn cần phải chăm chỉ, nhẫn nại và chịu khó tìm tòi. Chịu khó tìm tòi nha, trau dồi thêm những kỹ năng chuyên ngành, như là kỹ năng thiết kế đồ họa 2D, 3D, hay là kỹ năng xử lý hình ảnh, âm thanh, kỹ xảo điện ảnh, thời gian, hay là những cái nhà thiết kế truyền thông đa phương tiện đó, đều có thể sử dụng thành thạo nhiều hoặc là ít nhất là một cái phần mềm. Đó là cái yêu cầu thứ ba, cũng là ba cái yêu cầu mà để mình theo học cái nghề truyền thông đa phương tiện. Rồi, cần trang bị những kỹ năng gì? Hồi nãy là yêu cầu, hay là tiếp tục là kỹ năng. Kỹ năng biên tập, biên soạn nội dung hình ảnh, năng khiếu thẩm mỹ, mỹ thuật, tư duy nhạy bén, chăm chỉ chịu khó, nhẫn nại, ham học hỏi, chịu khó tìm hiểu những cái mới, và khả năng lập kế hoạch. Thì đó là những cái kỹ năng mà mình cần phải trang bị đó, để mình theo học cái ngành nghề truyền thông đa phương tiện. Và cuối cùng trường khó và điểm xét tuyển. Cũng giống như là trường, cũng giống như là ngành marketing đó. Thì bây giờ thầy sẽ liệt kê cho các bạn một số cái trường để các bạn tham khảo. Thì nói chung ngành truyền thông đa phương tiện đó, thì thầy thấy gần đây các bạn thì nó tuyển hầu hết ở tất cả những cái khối như là khối A, khối C, A1 đó, từ D1 cho đến D6, thì đây là những cái khối mà thầy thấy là hầu như là đều tuyển đó. Và cái tham khảo những cái trường, những cái thí sinh mà thi vào những cái ngành truyền thông đa phương tiện đó, thì bình thường những cái trường hàng đầu thì điểm chuẩn thì nó chỉ từ 15 điểm cho đến 23 điểm thôi. Được chưa? Thì gồm những cái trường sau đây, thầy sẽ liệt kê một số trường đó, các bạn có thể tham khảo thêm đó. Thứ nhất là Học viện Báo chí Tuyên truyền. Thứ hai, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ở khu vực phía Nam. Thứ ba, Đại học Công nghệ Thông tin. Thứ tư, Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Thứ năm, Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Hồ Tết đó các bạn.
Thứ sáu, trường cao đẳng công nghệ thông tin Hữu Nghị Việt Hàn. Và cuối cùng là trường Đại học Remit. Thì các bạn có thể tham khảo những cái trường này, xem mình có phù hợp với những cái ngành nghề, những cái mà yêu cầu, những kỹ năng mình có hay không, để mình theo học cái ngành truyền thông đa phương tiện cũng như là ngành nghề marketing. Thì vừa rồi á, thì thầy đã liệt kê cho các bạn những cái yếu tố cần thiết, những cái yêu cầu để mình theo học hai cái ngành nghề marketing cũng như ngành truyền thông đa phương tiện. Các bạn về nhà các bạn tham khảo thêm, các bạn tham khảo thêm nếu mà mình có cái đam mê về hai cái ngành nghề này. Thì ngay từ bây giờ thì các bạn hãy xây dựng cho mình một cái kế hoạch, xây dựng cho mình một cái kế hoạch để mình đi từ từ, đi từ từ lên các bạn. Đây. Thì tiết học ngày hôm nay thì hãy dừng lại tại đây. Chào các bạn nha.